Cổ nhân chỉ rõ, sáu kẻ tiểu nhân thủ đoạn hại ta bằng lời nói, sống khôn ngoan nhất định phải cảnh giác. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với chuyên mục lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Đọng Radio. Quý vị thân mến, người xưa có câu, diện tướng hiện nội tâm, cử chỉ hiện tính cách, khẩu đức hiện nhân phẩm, ám chỉ rằng ta có thể nhìn được tấm lòng của một người dựa vào khuôn mặt của họ, nhìn thấy bản chất của một người dựa vào hành vi của người đó, cũng như phẩm cách của họ dựa vào lời nói mà họ thốt ra. Và tất nhiên kẻ quân tử có thể giúp ta dương cao, ngược lại kẻ tiểu nhân thì sẽ dìm ta xuống vực. Việc nhận dạng những kẻ này là điều rất quan trọng để tránh rước họa và thân, đặc biệt bạn cần tránh xa ngay sáu kẻ hay nói những lời sau đây. Thứ nhất, người nói lời tiêu cực. Xung quanh bạn có ai mở miệng là đã nói những lời tiêu cực, thiếu năng lượng tích cực và sự lành mạnh chưa? Nếu xung quanh bạn đã từng gặp những người như vậy thì hãy bình luận số 1 và không nên tiếp xúc thân quá với họ đâu nhé. Đại khái những người như vậy, họ tiêu cực đủ điều, không ca tháng giá cả thực phẩm leo thang thì lại chê xe buýt chậm, trời nắng thì ca cẩm mặt trời chói chang quá, trời mưa thì kêu trời đất ẩm ướt quá. Hay đôi khi, bạn đang theo dõi một bộ phim truyền hình và bạn đang rất hào hứng, thích thú với bộ phim, người đó từ đâu đi đến léo nhéo vài câu rồi bắt đầu giọng điệu. Tại sao cậu có thể xem những thứ này nhỉ? Những thứ này chỉ cho kẻ ngốc xem thôi. Chẳng có gì thú vị lại mất thời gian, đừng xem nữa, đừng xem nữa. Rồi khi bạn vừa diện bộ đồ mới mua ra ngoài, người đó liếc từ đầu xuống chân rồi bắt đầu hỏi, bộ này bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi mua đắt rồi, quả thực là không đẹp, lãng phí quá. Và những người hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của bạn như thế, chẳng nên giao tiếp làm gì, bởi họ chỉ khiến chúng ta rước thêm sự khó chịu vào người. Thử hỏi chúng ta làm sao có thể tìm kiếm được tâm trạng vui vẻ, thoải mái một cách trọn vẹn khi xung quanh ta luôn tràn ngập những năng lượng tiêu cực như vậy. Bởi niềm vui và sự lạc quan vốn dĩ mong manh, dễ dàng bị tổn thương bởi những lời nói và cảm xúc tiêu cực. Sống bên cạnh những người bạn như vậy, ta không chỉ cảm thấy mệt mỏi về tinh thần mà còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất. Năng lượng tiêu cực có thể khiến ta stress, mất ngủ, giảm khả năng tập trung và suy giảm hệ miễn dịch. Thế nên, điều quan trọng là ta cần phải học cách bảo vệ bản thân khỏi những nguồn năng lượng xấu. Hãy hạn chế tiếp xúc với những người bạn luôn tiêu cực. Thay vào đó, hãy dành thời gian cho những người mang đến cho ta niềm vui, sự lạc quan và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bên cạnh đó, ta cũng cần học cách tự tạo ra năng lượng tích cực cho bản thân. Bằng cách hãy tập trung vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trân trọng những gì ta đang có và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực trong tâm hồn mình. Và đặc biệt không nên tiếp xúc nhiều với những người có năng lượng xấu. Thứ hai, người nói lời khen ngợi bạn. Tục ngữ có câu, dễ hổ khó dễ xương, biết mặt người mà không biết tâm. Có một loại người nhìn thì hiền lành nhưng lại độc ác, trước mặt người khác nói ngọt ngào nhưng đằng sau lại nham hiểm. Nhiều người bề ngoài đánh giá cao bạn nhưng có thể họ đang có âm mưu không tốt. Có câu chuyện kể rằng, có một nhân viên tên Tiểu Mai không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị sếp sa thải khi ngày nào cũng làm thêm giờ. Cách đây vài ngày, một đồng nghiệp mới chuyển đến phòng, khá nhiệt tình, tên là Thanh. Cô bé tỏ ra gần gũi, quan tâm Tiểu Mai, sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện. Vậy là Tiểu Mai dốc cạn lòng kể từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, thậm chí còn nói ra những điều không hài lòng với sếp, với đồng nghiệp khác. Mỗi lần như vậy, Thanh đều lắng nghe và tán dương, chị rất đúng, chị làm thế là tuyệt. Và chỉ không lâu sau, lãnh đạo tìm ra lý do để sa thải Tiểu Mai. Cô hoang mang đi hỏi các đồng nghiệp thì mọi người chia sẻ chính Thanh đã nói những điều không hay đến tai sếp, quả thật đáng buồn. Cổ nhân xưa có câu, người thường chỉ trích bạn chắc chắn là người yêu thương bạn, người luôn khen ngợi bạn có thể là người làm hại bạn. Bạn có thấy câu này cổ nhân nói đúng không ạ? Nếu có hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Nhưng mấy ai hiểu được điều này, đa số con người vốn thích nghe những lời khen ngợi, dễ dàng bị thu hút bởi những lời nói ngọt ngào, dễ nghe. Điều này tạo cơ hội cho những kẻ xảo quyệt lợi dụng, dùng lời khen để đánh vào tâm lý, khiến ta mù quáng và dễ dàng bị thao túng. Họ thường xuyên tán dương, đề cao ta,
khiến ta cảm thấy bản thân vô cùng quan trọng và đặc biệt. Lời khen của họ như một liều thuốc mê, khiến ta dần trở nên kiêu ngạo, mất đi sự tỉnh táo và phán đoán đúng đắn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, lời khen chân thành xuất phát từ sự trân trọng, thấu hiểu, còn lời khen giả dối chỉ nhằm mục đích lợi dụng. Lời khen chân thành thường đi kèm với những góp ý mang tính xây dựng, giúp ta hoàn thiện bản thân. Còn lời khen giả dối chỉ tập trung vào những điểm bề ngoài, khiến ta ảo tưởng về bản thân, đó là đang làm hại ta. Do đó, trong giao tiếp hàng ngày, hãy tỉnh táo trước những lời khen ngợi quá đà, đặc biệt là từ những người mới quen hoặc không đáng tin cậy. Tránh xa những kẻ xu nịnh, chỉ biết nói những điều ngọt ngào mà không có giá trị thực sự. Thay vào đó, hãy trân trọng những lời góp ý chân thành, dù đôi khi nó có thể khó nghe, bởi đó mới là những lời khuyên giúp ta tiến bộ và hoàn thiện bản thân bạn nhé. Thứ ba, người nói lời nói phóng đại, vô lý. Một người nếu chỉ nói những lời phù phiếm, phóng đại và vô lý, tức là tính cách và tâm hồn anh ta có vấn đề. Chẳng hạn, một người khi mới bắt tay vào một nhiệm vụ, thường hay nói suông, phóng đại, nói những điều cao siêu, nhưng thực ra chưa bao giờ làm được, không biết rõ mình đang nói điều gì. Có chuyện kể rằng, có một vị nọ là giám đốc dự án, anh ta hợp tác lại với một người khách hàng đã từng gặp trước đó. Khi gặp khách, anh ta cứ liên tục nói những câu phô trương, phù phiếm, ý thể hiện năng lực của mình tốt, chứng tỏ sự chân thành của mình và chắc mẩm rằng dự án này sẽ được vị khách chấp nhận. Thế nhưng, vị khách này đã từ chối và nói lại rằng, trước khi gặp anh, tôi từng cảm thấy dự án này tin cậy. Nhưng trong quá trình thảo luận với anh, tôi lại thấy rằng dự án này không đáng tin chút nào. Thành thật mà nói, anh hơi không thực tế rồi. Nếu là bạn, bạn có tin vị giám đốc đó không? Nếu không hãy bình luận số 5 dưới video nhé. Quả thực, con người vẫn luôn thích những người thành thật, ngay thẳng hơn là những kẻ hay nịnh bợ, lẻo mép. Những lời hoa ngôn, giả dối dù có ngọt ngào đến đâu cũng không thể che đậy được sự giả tạo bên trong họ. Bởi họ hiểu rằng, niềm tin của con người vốn dĩ mong manh, dễ dở, và một khi đã bị tổn thương bởi sự dối trá, rất khó để hàn gắn lại. Thế nên việc tránh xa những người hay nói những lời vô lý, phóng đại là cách để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro và phiền toái không đáng có. Bên cạnh đó bạn cũng không nên nói những lời nói dối, bịa đặt không chỉ khiến ta mất đi lòng tin của người khác mà còn có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đấy à. Hãy trân trọng những người luôn giữ lời hứa, dám nói dám làm, dù những lời nói của họ có thể không êm tai hay dễ chịu. Bởi lẽ, sự chân thành, ngay thẳng mới là thứ ta cần để xây dựng những mối quan hệ bền vững và ý nghĩa. Thứ bốn, người nói lời hào phóng. Trong cuộc sống, có kiểu người không nói đến tiền bạc mà chỉ nói đến tình cảm. Có vẻ họ trông hào phóng, không quan tâm nhiều đến vật chất nhưng trong thâm tâm chưa hẳn đã là vậy. Trấn Vũ là một sinh viên kỹ thuật. Cậu ấy rất giỏi trong việc sửa chữa các thiết bị điện tử nên thường được mọi người xung quanh nhờ vả, tư vấn. Cách đây không lâu, Trấn Vũ tiếp tục nhận được lời mời thiết kế một sản phẩm linh kiện. Công việc thành công, Trấn Vũ cũng chẳng đề cập đến chi phí, chỉ trả lời, tiền không thành vấn đề, lát nữa tôi sẽ đưa cho anh. Thấy như vậy, bạn của Trấn Vũ mừng rối rít, cho rằng cậu ấy thật tốt bụng, hào sảng, sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để hỗ trợ. Tuy nhiên không lâu sau, toàn bộ thiết kế của sản phẩm đều bị Trấn Vũ đánh cắp, tạo ra một sản phẩm khác cạnh tranh. Thậm chí, Trấn Vũ còn tống tiền bạn của mình về bản thiết kế. Qua câu chuyện này, bạn có nhận ra bài học gì cho bản thân không ạ? Nếu có hãy bình luận số 2 dưới video nhé. Còn đối với Lắng Đọng Radio nhận ra rằng, trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người luôn khẳng định rằng họ không bao giờ nói về tiền bạc không quan trọng với tôi. Tuy nhiên, đằng sau những lời nói hoa mỹ ấy, ẩn chứa những lý do không đơn giản như bạn nghĩ. Trong trường hợp này, đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, việc đề cập đến tiền bạc có thể khiến họ cảm thấy tự ti, xấu hổ. Họ muốn tránh xa những chủ đề liên quan đến tiền để bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực. Ngược lại,
thì có không ít người sử dụng câu nói không bao giờ nói về tiền bạc như một chiêu trò để che giấu mục đích thực sự của họ. Họ muốn tạo dựng hình ảnh hào phóng, vô tư để dễ dàng lợi dụng lòng tin của người khác, từ đó đạt được lợi ích cá nhân. Vì vậy, khi nghe ai đó nói không bao giờ nói về tiền bạc, hãy cẩn trọng và tỉnh táo. Đừng vội vàng đánh giá họ tốt đẹp hay tin tưởng họ một cách mù quáng. Hãy quan sát hành động của họ, tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh và tính cách của họ trước khi đưa ra quyết định. Hãy nhớ rằng, lắng nghe những gì họ nói nhưng hãy chú ý hơn đến hành động của họ. Lời nói có thể dối trá, nhưng hành động luôn thể hiện bản chất con người. Khi kết bạn, bạn không cần phải theo đuổi người quá hoàn hảo. Quan trọng là cả hai phải thành thật với nhau, cởi mở trái tim và tôn trọng lẫn nhau. Tránh những hy sinh không đáng có. Nếu một người bạn luôn né tránh việc chia sẻ tài chính hoặc lợi dụng lòng tin của bạn để trục lợi, hãy cân nhắc mối quan hệ này một cách kỹ lưỡng. Hãy luôn tỉnh táo và sáng suốt trong mọi mối quan hệ, đặc biệt là khi liên quan đến tiền bạc. Hãy bảo vệ bản thân khỏi những kẻ lợi dụng và xây dựng những mối quan hệ chân thành, bền vững bạn nhé. Thứ năm, người nói xấu, nói sai sự thật. Lắng động radio để ý thấy rằng, thực tế xã hội hiện nay, khi gặp hiềm khích với ai đó, thay vì đối mặt và giải quyết vấn đề một cách thẳng thắn, họ lại chọn cách nói xấu sau lưng, thậm chí chơi xấu, tung tin đồn thất thiệt để hạ bệ đối phương. Họ tưởng rằng những hành động này sẽ khiến họ hả dạ, thắng lớn, nhưng thực tế, hậu quả họ nhận lại còn tệ hại hơn nhiều so với những gì họ mong muốn. Bởi việc nói xấu sau lưng hay chơi xấu không giải quyết được mâu thuẫn, mà chỉ càng làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Nó thể hiện sự thiếu tôn trọng, thiếu dũng cảm và thiếu bản lĩnh. Loại người này ta chơi với họ thì chỉ là họ giả tạo với mình mà thôi. Thay vì đối mặt trực tiếp để giải quyết vấn đề, họ lại chọn cách lén lút, dụng dặt, khiến cho mâu thuẫn thêm dai dẳng và khó hàn gắn. Cần hiểu rằng, khi nói xấu sau lưng người khác, càng bàn nhiều về một người thì ta lại càng dễ làm mất lòng người khác, bởi không ai là có quyền phán xét bất kỳ ai. Những gì ta nói hôm nay hoàn toàn có thể được lan truyền, cho dù có là cuộc trò chuyện riêng tư đi chăng nữa, một khi có người thứ ba biết được, thì sẽ có người thứ tư, thứ năm. Biết chuyện đó, một ngày nọ, câu chuyện thêu dệt, bịa đặt của ta vô tình đến tai người kia, vậy chẳng phải ta tự làm hại mình sao? Trong cuộc sống, rất nhiều những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có xảy ra là bởi những lời bịa đặt, sai sự thật mà ra. Thế nên, thay vì dành thời gian và năng lượng cho những kẻ hay nói xấu sau lưng người khác, hãy tập trung vào những mối quan hệ tích cực và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy dành thời gian cho những người yêu thương, trân trọng bạn và luôn hỗ trợ bạn trên mọi bước đường. Thứ sáu, lời khoe khoang kiêu ngạo. Kẻ đạo đức giả tựa như lớp vỏ bọc hào nhoáng che đậy đi tâm hồn rỗng tuếch và bản chất hèn mọn bên trong. Họ không cam chịu khuất phục trước người khác, luôn tìm cách thể hiện bản thân bằng những lời nói hoa mỹ, khoác lác về mối quan hệ, thành công hay sự giàu sang mà họ chẳng hề sở hữu. Họ say sưa kể về những thành tích hư ảo, tô vẽ bản thân lên cao để thỏa mãn nhu cầu được tung hô, ngưỡng mộ. Lời nói của họ gian dội nhưng chẳng mang giá trị thực sự nào. Ví như họ thường sẽ hay nói, nếu không phải nhờ tôi, làm sao bạn có thể đạt được điều đó? Mau cảm ơn đi, câu nói ấy phô bày sự kiêu ngạo và thói quen đòi hỏi sự nịnh bợ từ người khác. Họ ảo tưởng về vị trí của bản thân, thích đắm chìm trong cảm giác hơn người, coi thường những ai họ cho là thấp kém hơn. Xung quanh bạn có ai như vậy không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 9 dưới video nhé. Tuy nhiên, người khôn ngoan sẽ chẳng bị lừa bởi lớp vỏ hào nhoáng ấy. Họ nhìn thấu bản chất hèn mọn bên trong, coi những kẻ đạo đức giả như trò hề. Bởi lẽ, giá trị của một con người không nằm ở lời nói suông, mà ở hành động và thành quả thực sự họ đạt được. Hãy nhớ rằng, đạo đức giả là tấm màn che mỏng manh, sớm muộn cũng sẽ bị gián lộ. Thay vì ảo tưởng về bản thân, hãy tập trung trau dồi năng lực, hành động thiết thực và gặt hái thành công bằng chính năng lực của bản thân. Đó mới là con đường duy nhất để đạt đến thành công. Dân đó là 6 lời nói của kẻ tiểu nhân sẽ hại ta bằng bất cứ thủ đoạn nào,
Vì vậy trong cuộc sống nếu bạn gặp những lời nói đó thì đừng vội vàng tin tưởng mà bị đánh lừa bạn nhé. Tốt hơn hết, bạn nên tránh xa ngay những người có tâm địa không tốt ra, chứ đừng để bao giờ bị hại lúc đó mới tránh. Đặc biệt 6 loại người sau đây, bạn phải tránh xa ngay kẻo rước thêm đại họa, hối hận không kịp. 1. Người không coi trọng thân nhân. Sau khi Tề Hoàng Công bái Quảng Trọng làm tướng quốc, Quảng Trọng thông qua cải cách giúp Tề Hoàng Công hoàn thành bá nghiệp, đứng đầu các nước chư hầu. Năm Tề Hoàng Công 37 tuổi, Quảng Trọng mắc trọng bệnh, lúc sắp lâm chung, Tề Hoàng Công đến thăm rồi hỏi chuyện quốc gia. Quảng Trọng nói, Dịch Nha, Thụ Điêu, Khai Phương, ba người này tuyệt đối không thể tin dùng. Tề Hoàng Công không hiểu nên hỏi, Dịch Nha ngay cả con ruột của mình còn nấu lên cho ta ăn. Thụ Điêu không tiếc thân mà tự tịnh thân để vào cung hầu hạ ta, Khai Phong là một bề tôi của ta, ngay cả bố mẹ chết cũng không về an táng. Bọn họ đều yêu ta còn hơn cả bản thân, hơn cả gia đình, vậy tại sao không thể tin dùng? Quảng Trọng đáp, con người ta sống ở trên đời, tình thân ruột thịt là to lớn nhất, một người ngay cả con mình còn không yêu, đại dương còn kỳ vọng hắn có thể yêu được ai? Tiếc thay, sau khi Quảng Trọng chết, Tề Hoàng Công không nghe theo lời căn dặn mà vẫn tin dùng ba người này. Đến khi Tề Hoàng Công lâm trọng bệnh, cả ba đều liên kết mưu phản, ép ông chết đói trong hậu cung. Tục ngữ hổ dữ không ăn thịt con, tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, ta vẫn bắt gặp những cá nhân thiếu đi tình cảm gia đình, thậm chí còn đối xử tàn nhẫn với chính những người thân yêu nhất. Những người như vậy, trái tim họ đã trở nên băng giá, lạnh lùng, không còn khả năng cảm nhận và đáp lại tình yêu thương. Đối với những con người này, dù bạn có đối xử tốt với họ đến đâu, hy sinh bao nhiêu cũng chỉ là hoài công vô ích. Bởi lẽ, trái tim băng giá của họ không thể nào được sưởi ấm bởi tình yêu thương. Việc tiếp xúc và duy trì mối quan hệ với những người như vậy có thể khiến bạn tổn thương và ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân. Thay vì lãng phí thời gian và công sức cho những mối quan hệ vô nghĩa, hãy dành tình cảm và sự quan tâm cho những người xứng đáng, những người biết trân trọng và đáp lại tình yêu thương của bạn. Hãy nhớ rằng, gia đình là nơi trú ẩn an toàn và ấm áp nhất, là nơi ta có thể tìm thấy sự yêu thương và hỗ trợ vô điều kiện. Hãy trân trọng những người thân yêu trong cuộc sống của bạn và tránh xa những con người có trái tim băng giá, bởi họ không thể mang đến cho bạn hạnh phúc và niềm vui thực sự. 2. Người không giữ chữ tín. Con người sống trên đời, điều quan trọng nhất chính là chữ tín. Khi đánh mất chữ tín, ta cũng đánh mất niềm tin của người khác, đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả. Một người không có chữ tín, lời nói của họ không có giá trị, hứa hẹn như gió thoảng mây trôi, nay nói thế này mai nói thế khác. Khi giao phó cho họ một việc gì đó, ta luôn lo lắng, bất an vì không biết họ có hoàn thành hay không, hay lại bỏ dở giữa chừng. Kết giao với những người như vậy, ta không thể dựa dẫm, tin tưởng và luôn phải đề phòng, cảnh giác. Mối quan hệ như vậy không những không mang lại lợi ích gì mà còn khiến ta thêm áp lực, mệt mỏi và mất đi cảm giác an toàn. Từ xa xưa, cha ông ta đã răn dạy, chữ tín là gốc để làm người. Người có chữ tín luôn suy nghĩ thấu đáo, hành động cẩn trọng, đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Họ luôn giữ lời hứa, hoàn thành trách nhiệm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần thiết. Với những người bạn như vậy, ta có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau vượt qua khó khăn và gặt hái thành công. Tình bạn của họ chân thành, bền chặt và là nguồn động lực to lớn cho ta trong cuộc sống. Vì vậy, hãy trân trọng chữ tín, bởi đó là nền tảng cho mọi mối quan hệ tốt đẹp. Hãy kết giao với những người có chữ tín để xây dựng những mối quan hệ bền vững, ý nghĩa và cùng nhau tiến xa hơn trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, đánh mất chữ tín đồng nghĩa với việc đánh mất chính bản thân mình. Bạn sẽ không có ai tin tưởng bạn, cuộc sống bạn khi này sẽ thật bế tắc, khổ cực. 3. Người coi thường người khác. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, mỗi người mang một số phận, hoàn cảnh riêng biệt. Có người sinh ra trong gia đình giàu có người phải trải qua nhiều gian khổ, vất vả mới có được thành công. Còn bạn, bạn sinh ra vạch đích hay đã qua nhiều gian khổ rồi mà chưa thành công? Nếu sinh ra là người vất vả mà chưa thành công được, hãy bình luận số 8 dưới video nhé.
Tuy nhiên dù giàu sang, quyền quý hay bình dị, tẻ nhạt, tất cả chúng ta đều là con người, mang trong mình dòng máu nóng, trái tim biết yêu thương và lòng tự trọng. Mỗi cá nhân đều có những giá trị riêng, góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, không ai có quyền coi thường ai cả. Nếu suy nghĩ ta đây cao quý, kẻ kia thấp hèn là biểu hiện của sự kiêu ngạo, thiếu hiểu biết và lòng nhân ái. Họ cũng là đất mỏng mang tâm kiêu ngạo, luôn xem thường người khác, coi bản thân là trung tâm của vũ trụ, thường là những kẻ tiểu nhân, phản phúc vô thường. Họ chỉ biết lợi dụng người khác để đạt được mục đích cá nhân, sẵn sàng đạp đổ bất kỳ ai cản đường mình. Thế nên khi kết bạn với những kẻ như vậy chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân đâu ạ. Khi ta không còn giá trị lợi dụng, họ sẽ nhanh chóng lật mặt, trở mặt thành thù, không ngại ngần đá văng ta ra khỏi cuộc đời. Hãy trân trọng bản thân và tôn trọng mỗi người xung quanh. Hãy đối xử với mọi người bằng sự chân thành, thiện chí và lòng nhân ái. Đừng để những định kiến, quan niệm sai lầm che mờ đi giá trị đích thực của con người bạn nhé. Hãy nhớ rằng, mỗi người đều có những câu chuyện riêng, những giá trị riêng cần được trân trọng. Hãy mở lòng mình để đón nhận và kết nối với mọi người, để cuộc sống thêm ý nghĩa và tô điểm cho bức tranh nhân loại thêm rực rỡ. 4. Quá đề cao bản thân. Bản ngã và sự tự chủ là hai khái niệm tưởng chừng đối lập nhưng lại có mối liên hệ mật thiết trong đời sống con người. Sở hữu bản ngã mạnh mẽ thể hiện sự tự tin, độc lập, dám nghĩ dám làm là phẩm chất cần thiết để theo đuổi ước mơ và gặt hái thành công. Tuy nhiên, ranh giới giữa bản ngã lành mạnh và thái độ tự đề cao, coi thường người khác vô cùng mong manh. Những cá nhân luôn muốn trở thành trung tâm của vũ trụ, luôn hướng sự chú ý về bản thân, thường xuyên thể hiện sự tự kiêu thái quá, chính là ví dụ điển hình cho bản ngã tiêu cực. Khi giao tiếp với những người như vậy, ta dễ dàng cảm nhận sự áp đảo, tự đề cao quá mức của họ, khiến bản thân cảm thấy tự ti và đánh mất giá trị vốn có. Tránh xa những cá nhân này là điều cần thiết để bảo vệ lòng tự trọng và sự phát triển bản thân. Thay vì dành thời gian cho những mối quan hệ tiêu cực, hãy tập trung vào những người biết trân trọng, thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Giao lưu với những người có tư duy tích cực, khiêm tốn sẽ giúp bạn học hỏi, trau dồi bản thân và gặt hái thành công một cách bền vững. Hãy nhớ rằng, thành công không chỉ đơn thuần là kết quả của bản ngã mạnh mẽ, mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa tự tin, độc lập và sự tôn trọng, thấu hiểu dành cho người khác. Hãy rèn luyện bản thân trở thành một người tự chủ, bản lĩnh nhưng đồng thời cũng khiêm tốn, bao dung để xây dựng những mối quan hệ tích cực và gặt hái thành công trong cuộc sống. 5. Người thâm nho, khó đoán. Trong cuộc sống, ta thường gặp những người hay mắng chửi, nóng nảy. Tuy những hành vi này khó chịu và gây tổn thương, nhưng sự nguy hiểm thực sự lại đến từ những kẻ mang trong mình giả tâm và tính cách thâm hiểm. Họ thường là những kẻ giỏi che giấu bản chất, luôn toát lên vẻ ngoài hiền lành, tử tế, thậm chí sẵn sàng giúp đỡ người khác để lấy lòng tin. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ấy là những toan tính, mưu mô đen tối, luôn chực chờ cơ hội để hãm hại người khác. Những kẻ thâm hiểm này không bao giờ hành động một cách bộc trực, mà luôn âm thầm tính toán, lập kế hoạch tỉ mỉ, cẩn thận. Họ thường lợi dụng lòng tin của người khác để đạt được mục đích cá nhân, bất chấp thủ đoạn, đạo đức. Nguy hiểm hơn, những kẻ này thường rất giỏi che giấu cảm xúc, khiến người khác khó có thể nhận ra ý đồ thực sự của họ. Họ có thể nói những lời ngọt ngào, thể hiện sự quan tâm chân thành, nhưng lại âm thầm gài bẫy, hãm hại người khác ngay sau đó. Vì vậy, trong cuộc sống, bạn cần phải đặc biệt cẩn thận với những kẻ mang trong mình giả tâm và tính cách thâm hiểm. Càng ít tiếp xúc với họ càng tốt, bởi vì biết đâu có ngày bạn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của những âm mưu đen tối. Hãy luôn tỉnh táo, sáng suốt và đề cao cảnh giác trước những kẻ như vậy. Đừng để bản thân bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hiền lành, tử tế, bởi ẩn sau đó có thể là những nguy hiểm khôn lường. 6. Người hay sát sinh. Sát sinh là hành động cướp đi mạng sống của sinh vật khác, dù là động vật hay con người. Hành động này không chỉ gây ra đau đớn, tổn thương cho những sinh vật bị sát hại, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm tính của người thực hiện. Theo quan niệm dân gian và nhiều nền văn hóa tâm linh,
Việc sát sinh thường xuyên sẽ khiến con người trở nên chai lì, ít cảm xúc và khó lòng quan tâm đến người khác. Tâm tính của họ dần trở nên trai sạm, thiếu đi sự trắc ẩn và lòng nhân ái. Lý do cho điều này là vì khi ta liên tục cướp đi sinh mạng của những sinh vật khác, ta dần hình thành thói quen coi nhẹ giá trị sinh mệnh. Chúng ta trở nên quen thuộc với việc gây tổn thương và ít cảm thấy hối hận hay áy náy hơn. Sự chai lì về mặt cảm xúc này có thể ảnh hưởng đến cách họ đối xử với những người xung quanh. Những người như vậy có thể trở nên ít quan tâm đến cảm xúc của người khác, dễ dàng bực bội, nóng giận và có những hành động gây tổn thương cho họ. Hơn nữa, những người hay sát sinh thường mang theo nguồn năng lượng tiêu cực. Năng lượng này có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến họ cảm thấy bồn chồn, lo lắng và thậm chí là gặp xui xẻo. Do đó, để bảo vệ bản thân khỏi những tai họa, chúng ta nên tránh xa những người hay sát sinh. Thay vào đó, hãy kết giao với những người yêu thương động vật, trân trọng sinh mệnh và có lòng nhân ái. Hãy nhớ rằng, mỗi sinh vật đều có quyền được sống và được đối xử tử tế. Việc sát sinh không chỉ gây hại cho sinh vật khác mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến chính bản thân chúng ta. Hãy lan tỏa lòng yêu thương và trân trọng sinh mệnh để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nơi con người sống hòa hợp với thiên nhiên và đối xử với nhau bằng sự tử tế và lòng trắc ẩn. Cách tốt nhất để thành công là bạn nên tự lực cố gắng, nỗ lực. Người thông minh không đoán lòng người rồi gió chiều nào che chiều ấy, mà biết hoàn thiện bản thân trước, sau đó mới tới gần những người xuất sắc và quản lý các mối quan hệ đáng tin cậy bằng cả trái tim của họ. Có một câu chuyện kể rằng, một chàng trai đi mua bát, anh thuận tay cầm bừa một cái bát rồi dỗ nhẹ nó vào các cái bát khác, tiếng kêu phát ra khá nặng nề và đục. Anh khá thất vọng vì đã đi thử như vậy tất cả các bát của cửa hàng nhưng đều không ung ý một cái nào. Ông chủ không hiểu được hành động của chàng trai. Anh nó có một mẹo nhỏ khi chọn bát, đó là nếu cầm một chiếc bát rồi gõ nhẹ vào, nếu phát ra âm thanh giòn và vui tai, đó sẽ là chiếc bát tốt. Ông chủ hiểu ra vấn đề, sau đó ông đưa cho chàng trai một chiếc bát rồi cười nói, cậu cầm cái bát này đi thử xem, đảm bảo sẽ chọn được chiếc bát ưng ý. Chàng trai bán tính bán nghi nhưng vẫn cầm đi thử, quả nhiên, mỗi một chiếc bát mà cậu thử gõ nhẹ vào đều phát ra âm thanh rất giòn và trong. Chàng trai bối rối nhìn ông chủ. Ông chủ nói, cái bát đầu tiên mà cậu cầm đi thử, bản thân nó chỉ là hàng loại 2, gõ vào chiếc bát nào cũng sẽ chỉ cho ra âm thanh vẫn đục. Muốn chọn được bát tốt, trước tiên cậu phải chắc chắn rằng thứ mà mình có phải là đồ tốt trước đã. Vật họp theo loài, người chia theo bầy. Người thông minh sẽ gặp được người ưu tú, người có nhân cách tốt tự nhiên sẽ gặp được người có nhân cách tốt hơn. Bởi lẽ khi bạn là phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn mới gặp được phiên bản tốt nhất của người khác. Một giáo sư của Đại học Phúc Đáng, Trung Quốc nói, chỉ những người cùng tần số mới có thể nhận ra nhau. Chỉ những người cùng tần số mới tán thưởng lẫn nhau, và chỉ những người cùng tần số mới có thể trở thành tri kỷ. Tác giả Rhonda Byrne trong cuốn The Power có viết, xung quanh mỗi người đều có một từ trường. Dù bạn ở đâu thì từ trường cũng theo bạn, và từ trường của bạn thu hút những người và vật có cùng một từ trường giống như bạn. Từ trường giữa người với người sẽ cảm ứng lẫn nhau, thực lực ngang nhau mới có thể giao tiếp bình đẳng, nếu khoảng cách giữa các mối quan hệ ngày càng lớn. Không những không có chủ đề để nói mà thậm chí còn có cảm giác của sự áp bức, vậy thì cho dù mối quan hệ có tốt đẹp đến đâu, cũng sẽ có những rào cản. Hãy nhớ, mây tầng nào gió tầng đó, cách tốt nhất để duy trì một mối quan hệ là trồng một cây ngô đồng và thu hút phượng hoàng. Giống như những bông hoa đẹp thu hút ong bướm, bản thân bạn khi tỏa sáng với những phẩm chất tốt đẹp sẽ tự nhiên thu hút những người có tâm hồn đồng điệu. Hãy trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Khi bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn sẽ tự tin tỏa sáng và thu hút sự chú ý của những người cùng giá trị. Khi đó, cùng nhau tiến bộ là chìa khóa cho một mối quan hệ bền vững. Khi bạn và người ấy cùng chia sẻ đam mê, cùng hướng đến những mục tiêu chung, cả hai sẽ có động lực để thúc đẩy nhau phát triển. Hãy nhớ rằng, muốn thu hút người xuất sắc không chỉ đến từ ngoại hình hay địa vị, mà còn từ chính giá trị bên trong của bạn. Hãy không ngừng hoàn thiện bản thân,
trau dồi tri thức và rèn luyện kỹ năng. Khi bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn sẽ tự nhiên thu hút những người xứng đáng và cùng nhau tạo nên một mối quan hệ bền vững và ý nghĩa. Đến đây thời lượng chương trình đã hết. Nếu bạn thấy video này có giá trị đối với bạn, hãy bình luận số 2 dưới video và chia sẻ đến những người xung quanh bạn nhé. Kính chúc bạn có một ngày bình an, hạnh phúc bên gia đình thân yêu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những chương trình sau. Cổ nhân dạy 4 cách ứng xử cực khôn ngoan khi tức giận. Ai cũng nên biết để tránh gặp họa. Quý vị thân mến, tức giận là một cảm xúc phổ biến mà ai cũng gặp phải. Có những người biết giải quyết tức giận một cách khôn ngoan. Nhưng ngược lại, cũng có những người khi tức giận lại để bản thân giận quá mất khôn, không biết cách cư xử, nên ai cũng ghét bỏ, xa lánh, thậm chí toàn miệng người ta hại. Còn bạn thì sao? Khi tức giận, bạn biết cách cư xử sao cho khôn ngoan mà có lợi cho mình chưa? Nếu chưa biết, hãy bình luận số 1 dưới video và nhất định phải chú ý theo dõi video này để học cách ứng xử khôn ngoan khi tức giận, thay đổi cuộc đời sang một bước ngoặt lớn bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu tại sao chúng ta lại phải tránh xa nóng giận. 1. Nóng giận có thể đưa đến hành động hại người. Đúng vậy, khi nóng giận có thể đưa đến hành động hại người, nhất là đối với những người đang nắm quyền hành trong tay. Bạn có tin điều này không? Nếu không tin, thì bạn chắc chắn phải nghe câu chuyện sau thì sẽ tin ngay thôi ạ. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị vua dung mạo rất xấu xí. Ông vừa bị chột vừa bị què. Ngày nọ, ông triệu tập tất cả các họa sĩ tài ba trong vương quốc vẽ chân dung cho ông. Ông tuyên bố, ta sẽ trọng thưởng cho người nào vẽ được bức họa khiến ta hài lòng. Ngược lại, ta sẽ triệt đường sống bất cứ ai vẽ không hợp ý ta. Nghe thấy vậy, một người họa sĩ nghĩ rằng, ai dám mạo phạm đến sự oai nghiêm của quốc vương kia chứ? Dù ngoại hình của quốc vương rất xấu xí, nhưng ta sẽ cứ vẽ ông thật đẹp. Nghĩ vậy nên, ông vẽ bức chân dung, mà trong đó vị quốc vương trông vô cùng oai nghiêm, không một và không què. Nào ngờ, khi ông dâng bức chân dung ấy lên, thì quốc vương đùng đùng nổi giận. Quốc vương nói, những kẻ chỉ biết lừa dối, thêu dệt và xu nịnh người khác, nhất định là kẻ tiểu nhân. Giữ lại mạng sống của hắn ta cũng vô ích. Mau lôi hắn ra xử ngay cho ta. Và thế là người họa sĩ đó đã không may mắn qua được ải nguy hiểm này. Thấy vậy, người họa sĩ thứ hai thầm nghĩ, bức tranh thêu dệt kia đã khiến quốc vương phẫn nộ, vậy mình sẽ vẽ một bức chân dung như thật. Vậy là người họa sĩ thứ hai trình bức tranh của mình lên quốc vương. Trong tranh chính là hình ảnh quốc vương bị chột một mắt, què một chân, vừa già vừa xấu. Quốc vương vừa xem tranh đã lập tức nổi giận. Ông quát to, người dám làm xấu mặt quốc vương, phạm đến sự oai nghiêm của ta. Thật là một kẻ ngông cuồng, không biết sợ mệnh trời. Để cho người sống cũng vô ích. Mau xử hắn cho ta. Vậy là người họa sĩ thứ hai cũng không thể qua khỏi. Khi đó, những người họa sĩ còn lại hết sức khiếp sợ trước tình hình trên. Chẳng ai còn dám mạo hiểm vẽ chân dung cho quốc vương nữa. Nhưng nếu không vẽ thì cũng không thoát được tội. Trong lúc các họa sĩ khác còn đang lo sợ, thì có một người bước ra và dâng lên quốc vương bức tranh của mình. Vừa thấy bức tranh, vị quốc vương không ngớt lời ca ngợi. Sau đó ông trao bức tranh cho các quần thần cùng ngắm nghía xem. Trong đó, bức tranh vẽ cảnh quốc vương đang đi săn, một chân đứng trên đất, còn chân kia gác lên một gốc cây. Ông đang dương cung và nhắm một mắt để ngắm con mồi. Tất cả mọi người có mặt tại cung điện đều không ngớt lời khen ngợi bức tranh và khen ngợi sự thông minh của anh ta.
Quốc vương cũng đã giữ đúng lời hứa, ban thưởng cho người họa sĩ đó 1.000 lượng vàng. Nghe đến đây, bạn có thấy sự tức giận trong câu chuyện này đáng sợ không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 và cùng đi tìm hiểu lý do thứ hai nhé. 2. Nóng giận đánh mất giá trị của bản thân. Cổ nhân xưa từng nói, khi làm cho hả cơn giận, chúng ta có thể đánh mất sự quý trọng nơi người khác và làm cho người ta xa lánh chúng ta. Thật vậy, khi nóng giận, chúng ta làm những điều bản thân không thể kiểm soát được. Lúc đó ta như một con quỷ, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Có lẽ điều này sẽ khiến họ cảm thấy bạn thật đáng sợ và muốn xa lánh bạn. Có câu chuyện kể rằng, mờ sáng hôm ấy, Đại Hãn, vị hoàng đế vĩ đại và là chiến binh dũng cảm nhất thảo nguyên Mông Cổ, cùng những chiến tướng cận thần phóng ngựa vào rừng, bắt đầu một chuyến đi săn mới. Khu rừng mọi hôm yên tĩnh, bỗng hôm nay rộn lên tiếng cười nói, tiếng vó ngựa, tiếng chó sủa. Trên cổ tay Đại Hãn ngất nghỉu con chim ưng mà ông rất mực yêu quý. Vào thời đó, chim ưng được huấn luyện để đi săn. Con chim này chỉ cần nghe hiệu lệnh của chủ nhân là sẽ bay vút lên cao, nhìn giáo giác xung quanh, tìm kiếm con mồi. Nếu phát hiện thấy nai hoặc thỏ, nó sẽ lao xuống như tên bắn và tấn công chúng. Mặt trời bắt đầu khuất dần sau các dãy núi, nhưng Đại Hãn và đoàn tùy tùng vẫn chưa săn được nhiều con mồi như mong đợi. Nóng lòng, Đại Hãn thúc ngựa vượt lên phía trước, tách khỏi đoàn. Trong khi mọi người tiếp tục đi theo con đường cũ, thì ông lại chọn con đường xa hơn, chạy xuyên qua thung lũng giữa hai dãy núi. Sau nhiều giờ quần thảo trên ngựa dưới sức nóng của buổi chiều hè, Đại Hãn bắt đầu cảm thấy khát nước. Con chim ưng vụt khỏi cổ tay ông và lao vút đi. Ông tin là nó sẽ tìm được đường quay về. Chợt ông thấy có nước rỉ ra từ một gành đá. Đại Hãn xuống ngựa, lấy từ trong túi săn một cái cốc nhỏ bằng bạc, rồi bước đến hứng những giọt nước đang rỉ ra. Ông kiên nhẫn và biết rằng phải lâu lắm cốc nước mới đầy. Miệng ông khát đắng nên không kịp chờ nước đầy ly. Ông vội đưa ngay lên miệng, chuẩn bị uống. Bất thình lình, một âm thanh vút lên từ trên không và một vật xẹt ngang tay ông. Chiếc ly rơi xuống đất. Thì ra đó là con chim ưng yêu quý của ông. Con chim ưng bay tới bay lùi thêm vài lần, rồi buông cánh đậu giữa các vách đá bên khe nước. Đại Hãn nhặt chiếc ly lên và một lần nữa đưa vào hứng lại từng giọt. Lần này ông không đợi lâu hơn. Khi hứng được gần nửa ly, ông nâng ly lên miệng. Nhưng trước khi chiếc cốc chạm vào môi, con chim ưng lại bay vụt xuống và làm rớt ly nước khỏi tay ông. Đại Hãn bắt đầu nổi giận. Ông tiếp tục lần nữa, và lần thứ ba con chim ưng lại đánh đổ ly nước. Đại Hãn vô cùng giận dữ, hét lớn. Con vật khốn kiếp kia, sao ngươi dám làm như thế? Đừng để ta bắt được ngươi, không thì ta sẽ không nương tay đâu. Và rồi, ông lại hứng lại ly nước khác. Lần này trước khi đưa lên miệng uống, ông rút gươm cầm sẵn trên tay. Nào, đây là lần cuối cùng ta chịu đựng ngươi đó. Đại Hãn nóng giận, hét lên thành lời. Gần như ông vừa dứt hết câu, con chim lao nhanh xuống và hất mạnh ly nước. Nhà vua không tha thứ được nữa. Một làn sáng vút lên và thanh gươm của ông đã trúng con chim. Con chim đáng thương ra đi dưới chân chủ nhân đó. Không chút xót thương, Đại Hãn gằn giọng. Thật xứng đáng với tội láo xược của nhà ngươi. Khi phát hiện chiếc ly bị rơi vào giữa hai tảng đá và ông không thể với lấy nó được, ông tự nhủ. Ta sẽ uống nước tại con suối. Và ông bắt đầu leo lên sườn đá dốc, ngược theo dòng nước chảy để lần đến con suối. Khi đến nơi, con suối mà ông nghĩ thực ra chỉ là một vũng nước nhỏ, nhưng vật nằm trong đó đã làm nước trào hẳn ra ngoài. Và chính vật này đã khiến Đại Hãn hoảng sợ thật sự. Một con rắn lớn, nổi tiếng là loài cực độc, đang nằm chết rửa giữa vũng nước. Đại Hãn đứng khựng lại, quên cả cơn khát cháy cổ.
giờ ông mới hiểu ra vì sao con chim ngăn ông uống nước. Ông đau đớn khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình. Cơn tức giận nhất thời đã khiến ông vung gươm giết chết con chim yêu quý của mình, chỉ vì nó muốn cứu mạng ông. Kể từ đó, hình ảnh con chim ưng dẫy trong vũng máu luôn nhắc nhở ông đừng bao giờ hành động điều gì trong cơn nóng giận, khiến người khác sợ mà xa lánh. Quả thật, khi tức giận, con người ta đâu còn biết phân biệt nữa. Khi nảy hành xử thì cũng đến 99% là nông nổi, không phân biệt trắng đen gì hết. Chính vì vậy, bạn đừng để cơn tức giận của bạn làm ra những điều tội lỗi như vậy nhé. 4. Sự nóng giận thường để lại cảm giác hổ thẹn và tội lỗi. Có một nghệ nhân múa rối làm được một con rối bằng gỗ. Con rối có nét mặt đoan trang, không khác gì nét mặt của một người thật. Bác nghệ nhân cùng con rối ra nước ngoài kiếm ăn. Bác nghệ nhân cho con rối mặc quần áo đẹp. Trong con rối lại càng có vẻ thông minh đỉnh ngộ. Khi nghệ nhân cùng con rối biểu diễn, người xem cứ tưởng như con rối biết ca, biết múa như một người thật. Mọi động tác của rối đều nhịp nhàng, mềm dẻo, thật khớp với tiếng hát. Vì thế những người xem múa rối đã không tiếc tiền mà thưởng cho ông rất nhiều. Quốc vương của nước này nghe tiếng nên bèn cho mời nghệ nhân vào cung biểu diễn để vua và hoàng hậu cùng thưởng thức. Khi thưởng thức, vua và hoàng hậu cùng ngồi trên lầu cao nhìn xuống. Con rối biểu diễn các điệu ca vũ còn hay hơn cả người thật, cho nên vua và hoàng hậu đều rất vui. Không may, vì không để ý, cho nên bác nghệ nhân cứ để cho người gỗ quay về phía hoàng hậu, khiến vua xem cứ tưởng là người gỗ dám để ý đến hoàng hậu của mình. Rồi lại nhìn cách biểu diễn của rối, cứ thấy lúc nào cũng quay mặt nhìn hoàng hậu, càng làm cho nhà vua tức giận hơn. Ngài nói rằng, người kia, tại sao con rối kia lại cứ ngắm nhìn hoàng hậu mãi? Tức giận quá, vua ra lệnh phá hủy con rối gỗ vì con rối có ý xấu. Thấy con rối bị lên án, bác nghệ nhân khóc lóc quỳ xuống tâu đức vua. Thần chỉ có một con rối này làm vui, thật không ngờ rối lại có hành động sai lầm như thế. Nếu bệ hạ phá hủy nó thì thần bị mất đi một nguồn mưu sinh. Xin bệ hạ sinh phúc mà tha cho nó. Lúc này vua đã quá giận, cho nên vua cũng không thèm đếm xỉa gì đến lời cầu xin của bác nghệ nhân. Khi đó bác nghệ nhân lại quỳ xuống tàu tiếp. Nếu bệ hạ quyết ý phá hủy nó, không cho nó sống, thì xin bệ hạ cho phép thân này được tự tay làm. Nghe vậy vua bằng lòng. Bác nghệ nhân bèn rút một cái chốt ở vai con rối. Tức thì mọi bộ phận của con rối đều rời ra thành một đống những mẫu gỗ rơi xuống đất. Thấy thế, vua kinh ngạc nói. Ồ, thì ra là thế. Thật không ra gì cả. Sao ta lại đi tức giận với một đống gỗ vụn như thế này? Nghe thấy vậy, chúng thần xung quanh vua bèn cười lớn, chế nhạo. Nhưng nhà vua không làm gì được. Thế mới thấy rằng, khi đối mặt với sự tức giận hoặc khó chịu, chúng ta cần giữ bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Sự nóng giận có thể khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm và gây hại cho người khác cũng như chính bản thân mình, khiến bản thân mình phải gánh hậu quả về sau này. Thế nên cần thấu hiểu và suy xét trước khi hành động là cách để tránh những hậu quả không mong muốn và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. 5. Sự nóng giận có thể làm hoang phí sức lực. Nghe đến đây, chắc hẳn bạn sẽ rất hoang mang và nghĩ rằng tức giận ở trong tâm, làm gì mà có thể làm hoang phí sức lực được, đúng không ạ? Để không còn hoang mang nữa, bạn hãy nghe câu chuyện sau đây nhé. Quanh năm suốt tháng, rắn chỉ sống ở ngoài đồng. Nó vừa phải vất vả kiếm ăn, vừa phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt. Đến một ngày, rắn quyết định chuyển tới ở nhà của con người. Nó nghĩ ở nhà con người, ban ngày mát mẻ, buổi tối ấm áp, mà thức ăn lại dồi dào, thì tội gì mà ở ngoài đồng cơ chứ? Thế là rắn lập tức rời khỏi đồng ruộng,
và chuyển đến nhà người thợ rèn trong làng. Mới chuyển đến nhà mới nên rắn thấy thứ gì cũng lạ. Nó phấn khích đi dạo khắp nơi trong nhà người thợ rèn. Khi đến bên một chiếc bàn, nó phát hiện có một con rắn trông rất giống mình đang nằm ở đó. Lúc này nó rất tức giận vì biết có kẻ đến trước mình. Nhưng vì không muốn quay về đồng ruộng nên quyết định đuổi con rắn kia đi để độc chiếm căn nhà này. Nó cuộn mình lại, ngẩng cổ lên và nhe hàm răng nhọn hoắt của nó ra. Tuy nhiên đối thủ của nó chẳng có phản ứng gì, vẫn điềm nhiên nằm ở đó. Thế là con rắn phóng đến và cắn đối phương cho đối phương sợ. Nó cố gắng ngoạm lấy con rắn kia nhưng không làm sao cắn được vảy của đối thủ. Nó có nhe răng như thế nào thì đối thủ cũng không phản ứng gì cả. Trong lúc cố tìm cách cắn đối thủ thì răng của rắn dần dần bị gãy hết rồi. Chẳng có gì lạ cả, bởi vì đối thủ của nó không phải là con rắn thật, mà chỉ là một chiếc giũa dài hình con rắn. Thế mới thấy rằng, sự nóng giận không chỉ làm mất đi khả năng suy nghĩ sáng suốt, mà còn dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ và tự gây hại cho bản thân. Thay vì hành động trong cơn giận dữ, chúng ta hãy học cách kiểm soát cảm xúc, nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh và sáng suốt. Điều này không chỉ giúp chúng ta bảo vệ sức lực và sức khỏe của mình, mà còn tránh được những hậu quả không mong muốn và tổn hại đến các mối quan hệ xung quanh. Có thể thấy, tức giận mang đến cho con người rất nhiều tác hại. Vậy nên ta phải tuyệt đối tránh xa và ứng xử khi tức giận một cách khôn khéo. Nếu bạn đang cảm thấy tức giận, có những điều bạn có thể làm để kiểm soát cảm xúc của mình. Dưới đây, 4 điều cần làm khi tức giận của một người khôn ngoan. Bạn hãy áp dụng nó ngay đi nhé để tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Thứ nhất, hít thở sâu. Khi cơn tức giận ập đến, chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mãnh liệt, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, cơ thể sẽ kích hoạt, khiến nhịp tim tăng cao và hơi thở dồn dập. Để kiểm soát và giảm bớt cơn giận, điều quan trọng là phải tập trung vào hơi thở. Bằng cách hít thở chậm, sâu và có kiểm soát, bạn có thể kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn và lấy lại bình tĩnh. Hít thở nông chỉ tập trung vào phần ngực, thay vào đó hãy hít thở sâu bằng bụng. Khi hít vào, hãy để bụng phình ra, sau đó từ từ thở ra, hớp bụng lại. Lặp lại nhịp điệu này trong vài phút cho đến khi bạn cảm thấy bình tĩnh hơn. Điều tuyệt vời là phương pháp hít thở sâu có thể áp dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu khi bạn cảm thấy tức giận. Chỉ vài phút tập trung vào hơi thở sẽ giúp bạn lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ thấu đáo và phản ứng một cách sáng suốt hơn, tránh những hành động gây ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân và mọi người xung quanh. Hãy nhớ rằng, kiểm soát cơn giận là một kỹ năng cần tập luyện thường xuyên. Bằng cách áp dụng phương pháp hít thở sâu và các kỹ thuật quản lý cảm xúc khác, bạn có thể dần dần làm chủ bản thân và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh hơn. Thứ hai, điều chỉnh suy nghĩ. Khi cơn giận dữ ập đến do những điều không như ý, thay vì để cảm xúc tiêu cực lấn át, hãy chủ động tìm kiếm niềm vui để xoa dịu tâm hồn. Hãy di chuyển đến một nơi yên tĩnh, nơi bạn cảm thấy thoải mái và thư giãn, hoặc tham gia vào một hoạt động giải trí yêu thích. Đó có thể là nghe nhạc, đọc sách, xem phim hài, hoặc dành thời gian cho sở thích cá nhân. Bên cạnh đó, hãy tập trung suy nghĩ về những điều mang lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc. Hãy nhớ về những người thân yêu, những kỷ niệm đẹp đẽ, hoặc những dự định tương lai tươi sáng. Tưởng tượng chi tiết về những điều đó, sử dụng tất cả các giác quan để cảm nhận rõ ràng nhất có thể. Hình dung khung cảnh, âm thanh, mùi hương liên quan đến những điều khiến bạn hạnh phúc. Việc tập trung vào những điều tích cực sẽ giúp bạn đánh lạc hướng khỏi cơn giận dữ, đồng thời kích thích cơ thể sản sinh ra hormone endorphin, hormone mang lại cảm giác vui vẻ và thoải mái. Nhờ vậy, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy bình tĩnh và dễ chịu hơn. Hãy nhớ rằng, giận dữ là một cảm xúc tự nhiên, nhưng cách bạn phản ứng với nó sẽ quyết định ảnh hưởng của nó đến cuộc sống. Thay vì để cơn giận bùng phát và gây ra những hành động tiêu cực, hãy áp dụng những cách thức đơn giản trên để kiểm soát cảm xúc hiệu quả,
hướng đến một tinh thần lạc quan và an yên. Thứ ba, thay đổi môi trường. Giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi ta quên mất việc dành thời gian cho chính mình. Áp lực từ công việc, gia đình, con cái khiến ta dễ dàng rơi vào trạng thái căng thẳng, bực bội và tức giận. Tuy nhiên, điều quan trọng là hãy luôn ghi nhớ dành cho bản thân những khoảng thời gian riêng để tái tạo năng lượng và cân bằng cuộc sống. Khi bạn cảm thấy tức giận vì nhà cửa bừa bộn, con cái quấy khóc hay công việc không suôn sẻ, hãy tạm gác lại mọi thứ và dành cho bản thân một khoảng thời gian riêng. Hãy bước ra ngoài dạo chơi, đi mua sắm, hoặc đơn giản là dành thời gian cho sở thích cá nhân như đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh, v.v. Việc hòa mình vào thiên nhiên, vận động nhẹ nhàng hoặc tập trung vào những điều mình yêu thích sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, xua tan đi những muộn phiền và lấy lại tinh thần tích cực. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Hoạt động các tỉa hoa, trồng cây, tưới rau, v.v. sẽ giúp bạn kết nối với thiên nhiên, mang đến cảm giác bình yên và thư thái. Tiếng chim hót líu lo, màu xanh tươi mát của cây lá sẽ xoa dịu tâm hồn bạn, giúp bạn lấy lại sự cân bằng và an nhiên trong tâm trí. Hãy nhớ rằng, dành thời gian cho bản thân là điều vô cùng quan trọng. Khi bạn cảm thấy vui vẻ, khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng, bạn sẽ có thể dễ dàng hoàn thành tốt mọi công việc và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Hãy trân trọng bản thân và đừng quên dành cho mình những khoảng thời gian riêng để tái tạo năng lượng và vun đắp cho hạnh phúc của chính mình, bạn nhé. Thứ tư, tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách giải quyết. Tức giận là một cảm xúc tự nhiên của con người. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát tốt, nó có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực trong cuộc sống. Do đó, việc học cách quản lý cơn giận là vô cùng quan trọng. Bước đầu tiên để chế ngựa cơn giận là tìm hiểu nguyên nhân. Điều gì khiến bạn bực bội? Là do tắc đường, tiếng ồn hay những áp lực trong công việc và cuộc sống? Khi đã xác định được nguyên nhân, bạn có thể tìm kiếm giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. Ví dụ, nếu tuyến đường bạn đi làm mỗi ngày thường xuyên bị kẹt xe, hãy tìm một lộ trình khác thay thế hoặc đi làm sớm hơn để tránh tắc đường. Nếu tiếng ồn khiến bạn bực bội, hãy đeo tai nghe để thưởng thức những bản nhạc yêu thích hoặc sử dụng nút tai để giảm tiếng ồn xung quanh. Trong trường hợp bạn không chắc chắn nguyên nhân khiến bạn tức giận, hãy dành thời gian ghi lại nhật ký hoạt động trong ngày. Ghi chép lại những gì bạn đã làm, những người bạn đã gặp gỡ và cảm xúc của bạn trong từng khoảnh khắc. Việc này sẽ giúp bạn nhận diện những yếu tố kích thích cơn giận và từ đó có thể tìm ra cách để tránh né hoặc đối phó với chúng một cách hiệu quả hơn. Hãy nhớ rằng, kiểm soát cơn giận cần có thời gian và sự kiên nhẫn. Đừng nản lòng nếu bạn không thể thay đổi ngay lập tức. Hãy tiếp tục luyện tập và bạn sẽ dần dần học được cách làm chủ cảm xúc của mình. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số cách giải tỏa căng thẳng khác như tập thể dục, yoga, thiền định hoặc dành thời gian cho những sở thích yêu thích. Việc giữ cho bản thân luôn ở trạng thái tinh thần thoải mái sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ bộc phát cơn giận. Hãy luôn ghi nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được cơn giận của mình. Nắm vững những kỹ năng quản lý cảm xúc sẽ giúp bạn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Vâng, đó là những điều ta nên làm khi thấy bản thân đang tức giận. Bạn hãy nhớ những điều đó để tránh tức giận mất khôn, bạn nhé. Và tất nhiên chúng tôi hiểu rằng bạn không hề tự mình tức giận như vậy. Chắc chắn là do môi trường hoặc do những người xung quanh bạn có bất đồng quan điểm khiến bạn phải nổi giận. Chính vì vậy, cổ nhân đã khuyên rằng chọn người mà kết giao. Nếu kết giao với người nham hiểm, xảo trá, thì cuộc sống của bạn sẽ chỉ toàn là bực bội, tức giận mà thôi. Thế nên hãy tránh xa họ ra, bạn nhé. Vậy đâu là người chúng ta không nên kết giao? Sau đây, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn lời cổ nhân chỉ rõ. Ba điểm nhận diện người gian xảo, tuyệt đối không nên kết giao, kẻo có ngày gặp họa. 1. Mắt lác, đuôi lông mày lộn xộn, không đều.
Theo quan điểm nhân tướng học, hình dáng lông mày không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ẩn chứa nhiều thông tin về tính cách và vận mệnh của con người. Trong đó, đuôi lông mày phân tán lộn xộn và phụ nữ có lông mày không đều được cho là mang những đặc điểm nổi bật sau. 1. Đuôi lông mày phân tán lộn xộn. Về tính cách, kỳ quái, khó hiểu, có những suy nghĩ và hành động khác biệt so với người bình thường. Dễ bị kích động, nóng nảy, thiếu kiềm chế trong cảm xúc. Làm việc theo cảm tính, thiếu logic và sự tính toán kỹ lưỡng. Về vận mệnh, khó tụ tài, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tài lộc đến tay rồi lại nhanh chóng ra đi. Cuộc sống gặp nhiều trắc trở, khó khăn về mặt tài chính. Dễ vướng vào những phiền phức, thị phi do tính cách bộc trực, thiếu suy nghĩ. Người có lông mày không đều. Về tính cách, ý thức cá nhân cao, độc lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động. Mừng giận thất thường, khó đoán biết cảm xúc. Có khả năng đánh giá tâm lý tốt, biết cách thao túng người khác bằng lời nói và hành động. Về vận mệnh, có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nhờ sự quyết đoán, táo bạo và khả năng thích nghi tốt. Tuy nhiên, cũng có thể gặp nhiều thị phi, mâu thuẫn trong các mối quan hệ do tính cách mạnh mẽ, khó kiềm chế. Những người như vậy cần học cách kiềm chế cảm xúc và rèn luyện sự kiên nhẫn để đạt được thành công lâu dài. Và nếu có thêm đặc điểm mắt lát hoặc ánh nhìn thâm hiểm, chứng tỏ đây là tướng mặt người gian xảo, không đáng tin cậy. Họ có thể tiết lộ bí mật đời tư của bất kỳ ai để có lợi cho mình. Khi làm việc, hợp tác, kết hợp với người này, bạn cần hết sức thận trọng, tránh trở thành nạn nhân của những trò đấu đá, tranh giành quyền lợi. 2. Miệng không cân xứng. Nhân tướng học là một lĩnh vực nghiên cứu về mối liên hệ giữa các đặc điểm ngoại hình và tính cách vận mệnh con người. Tuy nhiên cần lưu ý rằng đây chỉ là những đúc kết mang tính tham khảo, không hoàn toàn chính xác và áp dụng cho tất cả mọi người. Theo quan niệm nhân tướng học, người có kiểu miệng không cân xứng, hai bên môi lệch nhau, thường có xu hướng hay nói dối. Lý do được giải thích rằng sự mất cân đối này thể hiện sự thiếu hài hòa trong tính cách, dễ dẫn đến hành vi gian dối, không trung thực. Đặc biệt, nếu người đó còn sở hữu môi trên mỏng manh, không đủ che kín hàm răng, đây được xem là tướng mạo của người thích gieo rắc thị phi, nói xấu người khác. Họ thường có xu hướng tò mò, soi mói chuyện đời tư của người khác và truyền bá những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của người khác đấy ạ. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây chỉ là những đúc kết mang tính tham khảo dựa trên quan niệm nhân tướng học. Chúng ta không nên vội vàng đánh giá con người chỉ dựa trên ngoại hình, mà cần có sự quan sát, tìm hiểu kỹ lưỡng về hành vi, lời nói và cách cư xử của họ để đưa ra đánh giá chính xác, khách quan. Ngoài ra cần lưu ý rằng, mỗi người là một cá thể độc đáo với những phẩm chất và tính cách riêng biệt. Việc đánh giá con người chỉ dựa trên một vài đặc điểm ngoại hình là hoàn toàn thiếu khoa học và phiến diện. Thay vì vội vàng phán xét người khác dựa trên tướng mạo, chúng ta nên dành thời gian để tìm hiểu và thấu hiểu họ một cách khách quan, cởi mở. 3. Hốc mắt lõm sâu. Theo quan niệm dân gian, những người có hốc mắt lõm sâu thường được cho là có tâm địa không tốt, thậm chí là độc ác. Quan điểm này xuất phát từ việc liên hệ giữa đặc điểm ngoại hình này với những tính cách tiêu cực như xảo trá, gian manh, đặt lợi ích bản thân lên trên hết. Nghe đến đây, bạn có thấy quanh mình ai có tướng mạo như vậy không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 6 dưới video nhé. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây chỉ là quan điểm dân gian, không có cơ sở khoa học để chứng minh. Việc đánh giá một người chỉ dựa trên ngoại hình là hoàn toàn không chính xác và thiếu công bằng. Mỗi người đều có những đặc điểm riêng biệt, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Do đó không nên vội vàng phán xét người khác chỉ dựa trên một vài đặc điểm bên ngoài. Hơn nữa, việc gán ghép những phẩm chất tiêu cực cho một bộ phận người dựa trên đặc điểm ngoại hình có thể dẫn đến những hệ lụy tiêu cực. Nó có thể tạo ra định kiến, sự kỳ thị
và phân biệt đối xử đối với những người có hốc mắt lõm sâu, ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần của họ. Thay vì dựa vào những quan niệm dần dàn thiếu cơ sở khoa học, chúng ta nên đánh giá con người dựa trên những hành động, lời nói và phẩm chất thực sự của họ. Hãy dành thời gian để tìm hiểu và hiểu rõ một người trước khi đưa ra nhận định hoặc kết luận về họ. Cần tôn trọng sự đa dạng về ngoại hình và tính cách của mỗi người, tránh gán ghép những định kiến hay ác ý cho bất kỳ ai, chỉ vì họ sở hữu một đặc điểm ngoại hình nào đó. Hãy lắng nghe, thấu hiểu và đánh giá con người một cách khách quan, công bằng, dựa trên những giá trị đạo đức và nhân văn, bạn nhé. 4. Người hay thất hứa. Kết giao với người hay thất hứa có thể mang lại nhiều hậu quả tiêu cực cho bản thân và các mối quan hệ xung quanh. Dưới đây là một số lý do chính. 1. Mất đi sự tin tưởng. Lòng tin là nền tảng của mọi mối quan hệ. Khi một người hay thất hứa, họ khiến bạn nghi ngờ về lời nói và cam kết của họ. Điều này dần dần bào mòn niềm tin tưởng, khiến bạn cảm thấy hụt hẫng, thất vọng và tổn thương. Lòng tin đã mất đi, rất khó để xây dựng lại, ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ trong tương lai. 2. Gây thất vọng và tổn thương. Khi ai đó thất hứa, họ không chỉ khiến bạn thất vọng về việc họ không thực hiện lời hứa, mà còn cho thấy họ không coi trọng cảm xúc và sự tin tưởng của bạn. Điều này có thể gây ra tổn thương tinh thần, khiến bạn cảm thấy mình không được tôn trọng và trân trọng. 3. Ảnh hưởng đến tính cách và giá trị của bản thân. Việc tiếp xúc thường xuyên với người hay thất hứa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách và giá trị của bạn. Khi bạn chứng kiến họ dễ dàng hứa hẹn và nuốt lời, bạn có thể học theo thói quen này, dần dần trở nên thiếu trách nhiệm và thiếu trung thực trong lời nói và hành động. 4. Gây ra những mâu thuẫn và xung đột. Khi một người hay thất hứa, họ có thể khiến bạn và những người xung quanh cảm thấy tức giận, bực bội và dẫn đến những mâu thuẫn, tranh cãi. Điều này ảnh hưởng đến bầu không khí chung và gây ra rạn nứt trong các mối quan hệ. 5. Gây khó khăn trong việc hợp tác và phối hợp. Trong công việc hoặc học tập, sự tin tưởng và cam kết là yếu tố then chốt để đạt được mục tiêu chung. Nếu bạn hợp tác với người hay thất hứa, bạn sẽ luôn lo lắng về việc họ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hủy bỏ lời hứa, ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả chung. Vì vậy, để bảo vệ bản thân và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp, bạn nên hạn chế kết giao với những người hay thất hứa. Thay vào đó, hãy trân trọng những người luôn giữ lời hứa, bởi họ là những người đáng tin cậy và mang lại giá trị tích cực cho cuộc sống của bạn. Ngoài những lý do kể trên, việc kết giao với người hay thất hứa còn có thể khiến bạn đánh mất thời gian và cơ hội, ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của bản thân. Do đó, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi kết thân với bất kỳ ai và đặt niềm tin vào họ. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Chúng tôi mong rằng bạn hãy ghi nhớ, xây dựng, vun đắp những mối quan hệ tốt đẹp cần có sự chân thành, tin tưởng và nỗ lực từ hai phía. Hãy trân trọng những người luôn giữ lời hứa và vun đắp cho bản thân những giá trị tốt đẹp để có được những mối quan hệ ý nghĩa và bền vững. Chương trình xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn bạn đã lắng nghe hết video ngày hôm nay. Nếu bạn có ấn tượng phần nào đó trong video, hãy chia sẻ ở dưới bình luận cho mọi người biết bạn nhé. Chúc bạn luôn bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.